Diệp Lam Anh vừa hạ sinh con gái đầu lòng nặng 3kg. Vừa qua, Diệp Lam Anh vừa sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh thường, cô công chúa nhỏ nặng 3kg. Bên cạnh cô có ông xã và mẹ, hiện tại mẹ con người đẹp đều rất khỏe mạnh. Trước đó, cô đã đăng tải lên trang cá nhân khoảnh khắc chuẩn bị đi đẻ và nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, người hâm mộ. Diệp Lam Anh cũng đã chuẩn bị sẵn phòng dành cho con gái với tông màu hồng chủ đạo, xinh xắn và đáng yêu. Đầu tháng 5, Diệp Lam Anh tổ chức đám cưới với ông xã thiếu gia. Người đẹp sau đó thông báo tin vui có con gái đầu lòng. Ở những tháng cuối thai kỳ, Diệp Lam Anh vẫn giữ được hình thể gọn gàng, thần thái rạng rỡ. Người đẹp vẫn đi chơi làm việc để có sức khỏe tốt, chuẩn bị cho sự chào đời của cô công chúa nhỏ. Diệp Lam Anh sau khi sinh con gái vẫn giữ được tinh thần tươi tắn và rạng rỡ. Trước đó, người đẹp đã thông báo dòng trạng thái sẵn sàng đi sinh. Căn phòng ngập tràn sắc hồng và trang phục Diệp Lam Anh chuẩn bị cho con gái của mình. Trước Hoài Lâm, Đàm Vĩnh Hưng cũng bị Hoài Linh từ mặt vì lý do bất ngờ. Không thể nào phủ nhận mối liên quan đặc biệt của Đàm Vĩnh Hưng đối với gia đình anh lớn Hoài Linh. Với kinh nghiệm và sức ảnh hưởng trong nghề, Hoài Linh từng nâng đỡ nhiều nhân tố tài năng trở thành nghệ sĩ đình đám của làng giải trí. Tuy nhiên, có những mối quan hệ tưởng như máu thịt, cuối cùng cũng tan vỡ. Cụ thể là mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ tiết lộ Hoài Linh đã từ mặt con nuôi Hoài Lâm. Hoài Lâm từng được Hoài Linh truyền nghề nhận làm con nuôi từ năm 13 tuổi. Nhưng sau khi nổi tiếng, Hoài Lâm liên tục rơi vào loạt scandal ầm ĩ như chuyện yêu đương, hủy show. Dù được Hoài Linh khuyên nhủ, nhưng Hoài Lâm vẫn không thay đổi. Quá chán nản và bất lực nên danh hài đã quyết định từ mặt. Trong một cuộc nói chuyện với giới truyền thông, chính Hoài Linh cũng xác nhận không còn đồng hành với Hoài Lâm với lý do có lọc không biết giữ, nói không nghe thì đành chịu. Tuy nhiên, có lẽ ít người nhớ là trước Hoài Lâm, Đàm Vĩnh Hưng cũng từng xảy ra xích mích với Hoài Linh. Thời mới theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, ca sĩ say tình được Hoài Linh nâng đỡ, hướng cho hướng đi đúng đắn và dạy cả cách đối nhân xử thế. Khi trở nên nổi tiếng, Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ quên ơn đàn anh và luôn khẳng định không có Hoài Linh sẽ không có Đàm Vĩnh Hưng của ngày hôm nay. Độ thân thiết của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng đến mức bố mẹ danh hài, sinh năm 1969 còn nhận ca sĩ sinh năm 1971 làm con nuôi. Tuy nhiên, không lâu sau đó, trong giới xôn xao Việt, Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh không còn nhìn mặt nhau, nhưng không ai biết cụ thể lý do. Và phải đến năm 2016, trong một chương trình giao lưu, em gái Hoài Linh, ca sĩ hải ngoại Phương Trang mới chính thức tiết lộ nguyên nhân khiến Hoài Linh từ mặt Mr. Đàm. Theo Phương Trang kể, Hoài Linh giận vì Đàm Vĩnh Hưng đưa cô và Dương Triệu Vũ vào showbiz trong khi chưa nhận được sự đồng ý của danh hài. Nguyên nhân tưởng chừng như rất bình thường. Đó xuất phát từ việc Hoài Linh hoạt động trong nghề lâu năm và không muốn hai đứa em ruột của mình phải chịu vất vả, ồn ào của môi trường hào nhoáng. Sau này, dù Phương Trang, Dương Triệu Vũ được Hoài Linh chấp thuận cho theo đuổi đam mê, song danh hài vẫn chưa thể thân thiết trở lại được với Đàm Vĩnh Hưng. Vào đầu tháng 11/2017, Hoài Linh vẫn khẳng định với báo giới anh chưa tha thứ cho đàn em vì Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn những thứ lì lợm, anh góp ý nhưng không chịu thay đổi. Đến tháng 11/2017, Hoài Linh xác nhận vẫn chưa tha thứ cho Đàm Vĩnh Hưng, cho dù cả hai thường xuyên chạm mặt trong các sự kiện giải trí và thoải mái chụp hình chung. Cuối tháng 4/2018, Dương Triệu Vũ chia sẻ Hoài Linh là người nóng tính, nhưng vẫn theo dõi quan tâm đến mọi mối quan hệ xung quanh mình. Về căng thẳng giữa hai đàn anh, Dương Triệu Vũ không muốn can thiệp mà để Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng tự giải quyết. Nhưng đến dịp sinh nhật mình, Dương Triệu Vũ đã chủ động mời cả hai đến dự để cùng trò chuyện thấu hiểu nhau hơn. Thông tin khá đặc biệt mà Dương Triệu Vũ bật mí, đó là dịp Tết Nguyên Đán 2018, Đàm Vĩnh Hưng đến nhà chúc mừng năm mới và vẫn được Hoài Linh lì xì. Sau bao ngày bị chỉ trích vì chảnh chọe, Hòa Minh Di phải nhập viện để phẫu thuật gấp. Tức bực với lịch trình dày đặc suốt một tháng nay, Hòa Minh Di không có thời gian để nghỉ dưỡng. Dù bệnh trở nặng, gần đây cô phải nhập viện gấp để phẫu thuật dạ dày. Phía ekip của Hòa Minh Di gần đây đã cho biết cô phải nhập viện gấp để phẫu thuật dạ dày. Khổ thân Hòa, 10 giờ vào viện, 12 giờ lên bàn mổ, 5 tiếng sau mới tỉnh dậy. Còn chưa hết thuốc mê đã cầm điện thoại làm việc. Suốt những ngày bụng Hòa đau quặn thắt từng cơn, Hòa vẫn bay ra để làm MV, vẫn đi hàng diễn sát ngày ra MV. Có lẽ cuối cùng thì bao nhiêu áp lực thời gian qua đã đổ hết lên người Hòa, lên sức khỏe của Hòa rồi. 10 giờ sáng nó nhắn, em dậy rồi. Chẳng biết nói gì.
Chị nhắn chị số rồi bảo, bao áp lực những ngày qua tạm coi như được đền đáp chút rồi này. Dạ dày tiêu hóa của Hòa có vấn đề đã nhiều ngày, cho tới ngày 30 tháng 10 tình trạng trở nên xấu hơn, được chẩn đoán bị viêm loét nặng chảy máu dạ dày nên phải nhập viện gấp để phẫu thuật. Tuy nhiên hiện tại Hòa đã được xuất viện và về nhà nghỉ ngơi. Trước những thông tin về tình hình sức khỏe hiện nay của Hòa Minzy, rất nhiều fan đã bày tỏ sự lo lắng cho cô. Người hâm mộ của nữ ca sĩ để lại những bình luận thể hiện sự thương xót, mong Hòa Minzy nhanh chóng bình phục. Thậm chí còn có fan bình luận, sức khỏe của Hòa là tài sản của fan, thay fan giữ gìn nhé. Phải nói năm 2018, Hòa Minzy liên tục dính nhiều phốt từ việc cãi lộn chợ búa với anti-fan trên mạng xã hội, cho đến những hành vi quá lố khi tham dự buổi trình diễn của nhóm nhạc BTS. Gần đây cô cũng bị chỉ trích có thái độ lạnh nhạt chảnh chọe. Dù trưởng fandom của cô đang đứng chửi người hâm mộ khác một cách thô bạo, Hòa Minzy cũng vừa phát hành MV Rời Bỏ 2 vào ngày vừa qua. Thông tin cô nhập viện để phẫu thuật khiến nhiều người rất bất ngờ. Trường Giang, Trấn Thành, hai ông chồng có cùng sở thích nói xấu vợ trên sóng truyền hình. Trường Giang, Trấn Thành lại có thêm điểm chung khá trùng hợp là thường xuyên kể xấu vợ trước công chúng một cách vô tư, thoải mái. Trấn Thành, Trường Giang không chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết của giới showbiz Việt, mà cả hai còn có những điểm tương đồng trùng hợp cả trong cuộc sống lẫn công việc. Cả hai đều là những danh hài tài năng kế thừa cho những lớp đàn anh, từng có chuyện tình cảm như ồn ào, nhưng sau sóng gió đã đi đến cái kết đẹp là những cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trấn Thành kết hôn với Harry Won vào tháng 12/2016, trong khi đó Trường Giang cũng chính thức về chung nhà với Nhã Phương bằng đám cưới cổ tích vào tháng 9 vừa qua. Một điều khá trùng hợp của cả hai sau khi kết hôn là có sở thích nói xấu vợ. Trường Giang, sau khi kết hôn, Trường Giang thoải mái hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, với tính cách hài hước dí dỏm, mười khó chỉ toàn tố Nhã Phương khó chịu, khó ở trong lẫn dần nhắc đến vợ. Nam danh hài liệt kê ra vô số chuyện bị vợ giận và không ngại bóc mẽ Nhã Phương là một cô vợ khó chịu trên trang cá nhân. Tôi chỉ mong cuộc đời mình không đi vào ngõ cụt như mấy đứa bạn bỉm sữa khác, kiểu như sáng sớm vợ nói thèm trà sữa, không dậy đi mua nổi thế là vợ giận, đi làm điện thoại hết pin, vợ gọi không được cũng giận, bớt hình chung mà mặt chồng sáng hơn vợ cũng giận, và trăm ngàn câu chuyện khác của cuộc đời làm chồng mà tôi đã nghe, Trường Giang chia sẻ. Trường Giang than vãn sau khi cưới, 8 tiếng đi làm hết 7 tiếng quay hình, 1 tiếng dành cho các bữa ăn thì làm sao nghe máy được. 12 giờ mới ngủ, sáng sớm bị vợ giận đầu dậy đi mua trà sữa thì ai mà không cấu. Nhưng rồi cũng lẳng lặng đi mua 2 ly trà sữa bù đắp, thế mà bà nói em hết thèm rồi. Bởi khổ cho những ông chồng không khéo léo, không biết cách thể hiện tình yêu với vợ, chỉ biết lẳng lặng quan tâm nên suốt ngày bị cho là kẻ vô tâm. Trên sóng truyền hình, Trường Giang bị tự lông gài để chia sẻ về cuộc sống sau khi lập gia đình. Mười khó lại bày tỏ sự vất vả. Cuộc sống có nhiều đổi thay nên chúng ta phải thay đổi theo cuộc sống. Chặng đường sắp tới tiếp tục là một chặng đường rất hạnh phúc. Tuy nhiên sức lực cũng đã cạn kiệt, nhưng vẫn phải cố gồng gánh, phải đi làm nhiều hơn, thức khuya dậy sớm. Trường Giang còn hài hước ám chỉ Nhã Phương hung dữ, khiến anh trở nên đầm tính hơn sau khi cưới vợ. Chúng ta có thử tưởng tượng đi, mình sống trong một căn nhà mà có con cọp kế bên thì ai cũng phải đầm thôi. Trước đó, chỉ sau vài ngày kết hôn, Trường Giang tiết lộ chuyện bị thắt chặt chi tiêu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế này. Trấn Thành từng thông báo ra đường chỉ có 2 triệu đồng, còn Trường Giang ra đường không có một cắc. Tất cả đã có trợ lý kế bên lo, nhúc nhích trợ lý báo, nam danh hài tếu táo chia sẻ. Trấn Thành. Với Trấn Thành, có 1001 câu chuyện mà nam danh hài từng bêu rứa bà xã Harry Won cả trên sóng truyền hình lẫn mạng xã hội. Cùng tham gia trong một game show, Trấn Thành tố cáo Harry Won sử dụng sai tiếng Việt một cách bá đạo. Một người thân của vợ tôi vừa ra đi, bà thương xót và biết status. Cuộc đời ngắn ngủi quá, nhìn đó mà chúng ta không gặp nhau đây, em đi Bình Thạnh. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, ê khoan, nhà người này ở Bình Thạnh hay sao? Nhưng sau đó bảo quay sang hỏi tôi, người ta đi nhẹ nhàng thì nói sao anh? Tôi chột dạ, người ta chỉ nói là bình thản hay thanh thản, sao lại có Bình Thạnh ở đây? May là bà chưa bấm chữ bot. Chứ những dòng chữ đó mà hiện lên trang cá nhân, rồi cả cộng đồng mạng sẽ nghĩ bà ý trêu người ta. Trời ơi, tôi hoang mang dễ sợ. Trấn Thành vô tư bóc mẽ vợ. Khi bị Trấn Thành kể xấu, Harry chỉ biết kêu lên, thôi đừng bán tôi nữa, tôi là vợ ông đó. Một lần trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ hình ảnh được Harry Won cạo gió. Nam danh hài kể, ta nói đi làm về mệt, kêu bà vợ cạo gió giùm, xong mệt quá ngủ luôn. Sáng dậy đâu có biết nó cạo ra sao đâu, đi quay chương trình, thay đồ, bà Cẩm Ly la lên. Thành ơi, đâu ai cạo gió mà cạo ngay cột sống đâu, dễ chết lắm đó, ai cạo vậy? Mọi người có câu trả lời rồi ha, đâu ai nói cạo gió, tưởng bị mèo quào không à, bó tay con heo. Một câu chuyện gây sốc khác cũng được Trấn Thành tiết lộ.
Trưởng phòng Ơn Giời Cậu Đây Rồi từng hoang mang khi nhận được tin nhắn của Harry Won về việc vừa mua một con mèo với giá 3.000 đô, không lâu sau đó trứng thành lặng người, lệ hờn ứa mi, chết lâm sàng như Từ Hải khi con mèo bị cạo lông một cách nham nhở. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh nhắn tin hỏi vợ, mắc cái gì mà chứng lên tự nhiên cạo lông thằng nhỏ vậy, và nhận được câu trả lời, thấy ba mới mua cái tông đơ cạo lông cho Bu và Su, hai con chó ở nhà thấy vui vui, và sẵn em nghi nó bị ghẻ ngứa em cạo luôn, cạo xong mới biết lông không có bị. Chiến tích cạo lông mèo nham nhở của bà xã khiến Trứng Thành chết đứng. Trước cả Trường Giang, Trứng Thành đã có sở thích nói xấu vợ. Sau khi cưới vợ, nam danh hài cho biết bị thắt chặt chi tiêu, ra đường chỉ được bà xã giằng túi 2 triệu đồng.